À đây xin giới thiệu đến các bạn chi tiết cái cây cầu các đăng hàng nhập khẩu loại 1 hiện nay. Đấy, thì để cho các bạn biết là cái độ chuẩn của nó đến đâu. Cái này thì đi theo gối cầu và tai phanh nữa các bạn nhé. Cái đường kính tambua này là 180 này. Đấy, 180 là đo cái lòng trong của má phanh ấy. Thế sau này khi các bạn mua má phanh ấy thì các bạn cứ đo cái lòng trong nó là 180. Còn nếu đo ướm ở ngoài thì nó khoảng 18 19, khoảng 19 cm thì đấy, đo cái đường kính này. Cái dòng cầu này thì hiện nay bên em có các cái loại là 70, 80, 90, 1m và 1m1, 1m2. Đấy, có các cỡ mới sinh nhau 10 cm. Giá thành thì nó cũng ngang ngang nhau thôi. Tim ốc thì chéo 7 x 10 nhé. Chéo 10 x 7. Đấy. Cái này là tim từ đo tới đây nên là 10 này. Và đo cạnh là 7 này. Cái lỗ này thì G này nó có loại 63 và có loại 70. Thì các bạn lưu ý cái chỗ đấy, khi các bạn mua hàng ấy, thì mua vành mua viết thay thế thì các bạn phải lưu ý chỗ đấy, nếu không là sẽ không lắp vừa đâu. Cái dòng cầu này thì bên mình bán là lúc nào cũng là cái loại tốt nhất nhé. Đấy, nó là rất là nặng, cái dòng tăng bua này nó đúc rất là dày này. Thường thường là một cái tambua như này nó dày khoảng 3,2 cm, à quên, nó nặng khoảng 3,2 kg. Đó. Còn cái loại mà hàng rẻ hơn thì thường là nó chỉ có 2,8 kg thôi, cái này nhá. Đấy, thì chưa tính ốc đó. Nó nặng như vậy rồi, rất là dày và nó ít khi hỏng lắm. Thì các bạn riêng về chất lượng thì các bạn yên tâm, giá thành thì bên em bán cũng rất là rẻ. À, bởi vì bên em nhập là nhập hàng container luôn ấy. Nó rất là số lượng rất là lớn cho nên là giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với nhập lẻ và nhập trực tiếp bên Trung Quốc luôn. Đấy. Thì quay chi tiết cho các bạn này, để các bạn tự đánh giá về cái chất lượng nhé. Đây. Cái này nó dùng phớt đồng hoàng nhá, chứ không phải là vừa dùng phớt này. Kết hợp cả với lại keo để chống thấm này. Keo chống nhớt này. Ống cầu là phi 60 này, ống này ống phi 60 này. Đấy. Tăng bùa tiện rất là nhẵn nhụi. Hay nguyên cái việc gia công thêm những cái phần như này nó sẽ thêm giá thành sản phẩm lên rồi. Ví dụ các bạn đúc thô ấy, thì những cái tăng bua đúc thô cái phần này nó không tiện ấy, thì nó sẽ bớt đi được nhân công thì giá thành nó cũng rẻ đi nhé, nhưng nó không nhìn nó không được đẹp như thế này. Đấy. Mà nó đúc dày thì người ta mới dám tiện đi, chứ còn đúc mỏng thì cũng không hớt đi được nhiều. Đây, rất là đẹp này các bạn nhìn nhé. À, mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ 0983 818 955. Các bạn có nhu cầu nhập số lượng nhiều ấy thì bên em sẽ để giá để cho các bạn buôn bán lại nhé. Đấy. Thì cái này vận chuyển thì nếu mà gửi đường xe thì nó sẽ đỡ chi phí hơn so với gửi đường bưu điện. Gửi đường bưu điện thì bên mình lại mất cả công đóng gói nữa, thì giá thành cũng không thể giảm nhiều cho các bạn được. Nhưng nếu các bạn nhập theo đường gửi theo đường ô tô ấy thì cái công đóng gói nó giảm đi thì bên mình mới giảm giá được cho các bạn.